Đây bật rồi, ui đi nó bật con gà. Gà này vẫn còn xài được em ơi, mới dính. Trời ơi con gà trống to quá. Được, coi cái cửa đó này. Trời nó quẩy ở đây nè. Mình đặt quẩy ở đây nè mọi người. Quẩy banh chỗ này luôn. Em gỡ cái dây ra cho mạnh coi. Gỡ cho. Chắc to bằng con gà hôm bữa mọi người. Hôm bữa mình thăm ở phía bên trên kia cũng dính một con gà to cỡ này. Con này cũng to. Không. Ý là em mở cho nó khỏi rối ra thôi. Mở. Ừ. Đó, em coi nó chung vô cái đường nào để em gỡ ra. Trời ơi, nó quấn cái dây. Đây này, xoay nó ra. Nó xoay cái dây quấn lại luôn. Quấn lại còn có